Xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong ngày hôm nay thì Trúc Kiên Trung lại muốn giới thiệu với các bác một cái cặp loa của hãng Pioneer. Trước khi đi vào chi tiết của giới thiệu của cặp loa này thì xin mời các bác nào chưa đăng ký kênh của Kiên Trung Audio thì xin vui lòng hãy nhấn nút đăng ký kênh bên tay phải nút màu đỏ để đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video clip của Trúc Kiên Trung được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube. Và trước mắt các bác là một cặp loa đến từ hãng Pioneer. Cặp loa này thuộc dòng loa S180. S180 thì có mấy đời, có đời S180 trơn, S180A, S180D và S180 ba la mã. Cặp loa trước mắt các bác là cặp loa đầu tiên của dòng S180, đó là series S180 trơn. Loa thì sở hữu một cái bát 30 cm màng giấy gân mút. Tất cả những dòng loa này của cái đời trơn này về thì đều phải thay gân mút và xốp đã thay rồi. Cặp loa có kích thước chiều cao là 68 cm, chiều rộng 40, chiều sâu là 38 cm, trở kháng là 6,3 ohm, công suất là 120W cho một loa. Có lỗ thở rất là lớn ở phía mặt trước của mặt loa. Loa thì cũng gồm hai tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Loa về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Sau đây thì em sẽ tiến gần lại cặp loa để giới thiệu chi tiết cho các bác xem cái góc cạnh và từng tuyến loa. Loa thì có một cái màu vân gỗ các bác nhé, màu vân gỗ rất đẹp luôn này. Các góc cạnh thì vuông đét, đẹp xuất sắc luôn. Màu vân gỗ màu nâu nhé, nâu hạt rẻ các bác nhé, nâu hạt rẻ rất là đẹp luôn. Loa thì có hai vế trái và phải. Hậu loa cũng rất là đẹp, vuông vắn, sắc nét. Cặp loa thì made in Japan. Cái bên này thì nó hơi mờ một chút, cái sơn hơi mờ. Chút nữa thì em quay cái bên kia cho các bác xem. Tuyến loa của chiếc này đây, gồm một con chép đom các bác nhé. Viền nhôm của nó thắng choang luôn, còn thắng choang luôn. Một con chung này khoảng 14 cm, chung đo lớn rất là to luôn. Ở phía ngoài thì có một lưới bảo vệ, kiểu loa nó còn tháo quắc, và một bát vân bằng giấy gân vải sóng. Anh em đã thay gân mút vào rồi, rất đẹp, đốn trăm nét luôn. Tem mác đầy đủ. Chiếc loa thì nó cũng ghi tất cả cái thông số đây. Pioneer S180 công suất tối đa là 120W, công suất min là 60W, trở kháng là 6,3 ohm, made in Japan. Với những dòng loa của S180 này thì nó ra cái tiếng bass cực kỳ sâu luôn và uy lực. Đây là chiếc bên phải, cái chiếc bên trái, quay cận cảnh cho các bác, đẹp như nhau luôn, viền loa sáng quắc luôn. Với cái dòng loa S180 trơn này, tiếng của nó ra rất là đều ba tải, trầm ấm, tiếng bass thì không kém gì 180A cả. Chiếc thứ hai này vẫn cũng đẹp xuất sắc, góc cạnh vuông đét luôn, màu hạt rẻ rất là đẹp các bác nhé.
vân gỗ này, vân gỗ màu hạt này, cực kỳ đẹp luôn, bày trong căn phòng thì cực kỳ sang trọng. Đây, piano Monen S180, công suất 120W, made in Japan, trở kháng 6,3 ohm, thùng vách rất là đẹp luôn. Hiện tại thì shop em đang ghép với con đâm ly của hãng Đờ Nông, Đờ Nông PMA 940, la tiếng cũng rất là hay, đều ba tạ. La về trong tình trạng riêng con bản và đẹp xuất sắc. Lưới cũng rất là đẹp luôn, không có lỗ thủng nào cả. Đây chỉ có một lỗ nên bằng cái hạt đậu thôi các bác nhé, bằng hạt đậu. Lưới này lưới zin, khi đóng loa vào thì nó hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ tuyến loa bên trong. Em nhầm cái lưới này. Cái lưới này là lưới của một của CS516. Em ơi. Lưới này lưới 516, không phải lưới của một F180. Các bác chờ cho một chút. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Em cũng xin báo giá luôn cái cặp loa S180 này cho các bác. Pioneer S180 Bowway Bass 30. Về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc thì shop em đang bán với giá là 15,5 triệu đồng các bác nhé, 15,5 triệu đồng. Giá rất tốt so với những cái cặp loa đẹp như thế này. Đây, em lại lấy lưới ra đây rồi. Lưới zin nguyên bản luôn các bác này. Đây này, lưới của 180 trơn nó như này. Đó. Không có lỗ thủng nào đâu các bác nhé. Phần dưới này có hơi vết bẩn thì cái này thì có thể giặt được. Nếu còn lưới nhựa thì có thể giặt sạch được. Cái lưới gỗ thì em vệ sinh xem vệ sinh cái này thì chắc là sẽ hết thôi các bác nhé. Cái đặc biệt của cái dòng S180 này, cái thùng nó rất là sâu nhá. Thùng rất là sâu luôn, sâu 38 thì các bác biết rồi. Rộng 40, sâu 38 cm. Cặp loa nặng tầm khoảng 70 cân một cặp đàn loa này. Củ xứng lúc rất là to luôn. 15,5 triệu đồng cho cặp loa Pioneer S180. Vừa kết hợp với con đâm ly Đờ Nông PMA 940 với giá là 10,5 triệu đồng. Thì cái bộ combo này là 26 triệu đồng các bác nhé. 26 triệu đồng cho một combo cái bộ em phối ghép như thế này. Mọi chi tiết mua bán giao dịch mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung Audio theo số điện thoại 0968 366 369 hoặc qua địa chỉ shop tại ngõ 562 Phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để trực tiếp ngắm và test sản phẩm. Các bác nào ở xa thì có thể bên em vẫn chụp ảnh chi tiết và gửi video test cho các bác. Vì YouTube đánh bản quyền rất là khắt khe cho nên là bên em chỉ có test được cái nhạc mà không phải là nhạc bolero cho các bác thôi, với một số các bản nhạc không lời thôi. Với những cặp loa như này các bác cứ đặt cọc cho bên em từ 1 đến 2 triệu đồng, shop em sẽ gửi đến tay các bác. Giá trên không bao gồm phí vận chuyển. Shop Kiên Trung lao hàng toàn quốc nhưng không bao ship. Video của ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.